Câu chuyện anh trai và em gái vô tình biết nhau qua mạng xã hội. Em chỉ vô tình biết anh qua mạng xã hội. Nhờ một người chỉ qua mạng, anh có vẻ đặc biệt nhỉ. Cái tên nghe cũng rất hay, anh là người đã chủ động nhắn tin cho em. Mình nói chuyện với nhau cũng rất lâu, nhưng chỉ dừng lại ở anh trai và em gái. Một mối quan hệ có vẻ mập mờ, nhưng ngọt ngào đến lạ. Anh luôn quan tâm em hơn là một người anh trai. Nó như là một thói quen, anh đều nhắn tin cho em mỗi ngày. Mỗi tuần sẽ đều đặn gọi cho nhau, la mắng nếu em chưa ăn, lúng túng hỏi tất cả mọi người em quen rằng em đang ở đâu, chỉ vì em không nhấc máy. Họ nói đó là tình yêu nam nữ. Họ sai rồi, chỉ là anh trai và em gái. Một năm sau đó, anh được xem như ông tờ khi giới thiệu bản thân của anh cho em biết. Không lâu sau, người ấy tỏ tình với em. Anh liền nói nó tốt, quên đi, chứng tỏ anh đã lo cho